So for walking practice, first it's necessary to have a start and end. Để đi thiền hành thì đầu tiên là mình cần phải biết cái điểm bắt đầu và điểm kết thúc của cái khúc mình đi thiền hành. So you know very well where is your start by a certain mark such as the wall here. Mình có thể biết được cái điểm bắt đầu bằng một cái dấu hiệu nào đó, ví dụ như ở đây là sẽ là cái tường chẳng hạn. And also where is your end such as the wall there. You need to connect your hands. Mình cần phải giữ tay lại, tức là đan tay lại. Either in front. Đằng trước hoặc là đằng trước. Watch me very well. You connect them by this in this way. Tức là mình đặt một tay lên tay còn lại. Đó là cái cách mà mình lấy tay lại. Or if you connect them behind, you connect them behind. So again, when you do walking practice, you need to know where is your start, where is your end, such as the wall here and the wall there. You can have a chair or a vase or a stone or a stick, anything you like, but you need to mark your start and end in some way. Mình có thể dùng cành cây, cục đá, cái dép hoặc là cái bình, nói chung là mình dùng bất kỳ cái gì để mà đánh dấu cái điểm bắt đầu, cái điểm kết thúc cũng được, miễn là có đánh dấu. It's also necessary that you connect your hands. Và cái việc mình đan tay lại cũng là cần. Either in front like this. Hoặc là đằng trước mặt như sư đang đan. Or in at the back. Hoặc là đằng sau lưng. Or on the chest. Hoặc là trước ngực, bên tay trước ngực. Whatever is comfortable for you, that's fine. Cái thế nào cũng được, miễn là mình cảm thấy thoải mái. Many people disregard this advice, but I really wish that you connect your hands. Có nhiều thiền sinh thì cái so if you walk like this, that's wrong. Nếu mà các bạn, nếu mà đi như sư sư đi như vừa rồi là sai. Why is it wrong? Tại sao lại sai? Because the hands are not connected. Tại vì tay mình đang lúc ấy đang thả ra ngoài. So you need to connect your hands during walking. Nên là mình cần phải đan tay lại khi mà mình đi thiền hành. You connect your hands because you need to avoid confusion about where do you keep your hands. Mình đan tay lại là để giảm thiểu cái sự bối rối cho tâm, là cái tâm nó sẽ bối rối là tay mình sẽ đan, tay mình cần làm gì, tay mình cần để đâu. If you keep your hands free, you will think, should I do this or should I keep them in pockets or should I keep them in the pants or wherever. Nếu mà mình để cho tay nó thả ra thì mình sẽ có cái suy nghĩ là tay rảnh quá rồi làm gì, đung đưa hay là bỏ vô túi hay là bỏ tay kiểu gì. So you connect your hands. Now first you make your determination. Sau khi mình đã đan tay lại rồi thì đầu tiên là mình sẽ nguyện, có cái câu nguyện. From now on I will be walking and relaxing my muscles without walking and relaxing my muscles. Ví dụ như là kể từ bây giờ tôi sẽ đi thiền hành và thư giãn toàn thân. And you can then lift your heels a little bit as a sign, as a mark that you're serious about the determination. Sau đó mình nhấc chân lên một chút để mà kiểu như là một cái báo cho cơ thể biết là tôi sắp đi thiền hành, nghiêm túc với chuyện này.
And then as you're walking, you will simply relax all the muscles from the top of the head to the tips of the toes in the same way we did while sitting. Và khi mình đi thì mình sẽ thư giãn từng phần một của cơ thể, cũng đi từ đầu đi xuống đến ngón chân, giống y như là lúc mình ngồi thiền. Now, if you like, you can relax from the tips of the toes to the top of the head, in case if your mind always gets dragged to the soles of the feet. Trong trường hợp mà tâm mình cứ hay bị kéo về cái về chân ấy, về cái chân bởi vì mình đang đi mà, thì mọi người có thể thư giãn thả lỏng từ đầu ngón chân đi ngược lên trên đỉnh đầu. But during each session, you need to keep it up. So if you decide up to down, you will always relax up to down, and from the down you will jump right to the top of the head. Nhưng mà mình phải tức là nhưng mà cái chiều nó phải là cố định, ví dụ như là mình đi từ trên đỉnh đầu xuống dưới ngón chân, thì sau khi đi một vòng mình lại đi ngược lại từ đỉnh đầu xuống ngón chân, tức là mình đi theo một chiều thôi chứ không có đi ngược lên ngược xuống. Or if you do it from the tips of the toes to the top of the head, you will always do from the tips of the toes to the top of the head, and when you come at the top of the head, you jump right at the tips of the toes. Cũng như vậy, khi mà mình đi từ ngón chân lên đến đỉnh đầu thì mình cũng xong đến đỉnh đầu xong mình lại đi ngược từ ngón chân lên đỉnh đầu, tức là đi theo chiều đi từ dưới lên, cũng một chiều thôi, không có đi lên xuống. Okay, so I have my start, I have my end, I make the determination from now on for whatever, let's say 30 minutes, I will do walking practice, relaxing the muscles. And with that determination, I lift my heels and start. Và bây giờ sau khi mình đã biết được cái điểm đầu tiên và điểm bắt đầu và điểm kết thúc của con đường thiền hành, mình đan tay lại rồi, mình đã có cái câu nguyện là ví dụ như mình quyết định là 30 phút chẳng hạn, thì mình sẽ nguyện là trong kể từ giờ phút này, trong vòng 30 phút tôi sẽ thư giãn toàn bộ cơ thể khi đi thiền hành, và mình có thể bắt đầu. Và mình nhấc chân lên một chút, sau khi nguyện xong mình nhấc chân lên một chút, bắt đầu. I really think you always have to hold it because you also talk. And you need your sound, so this just doesn't work. Okay. And you need to follow with me. Okay, so I'll just be the other side. So I relax the tips of the toes. Thư giãn đầu ngón chân. The ankles. Cổ chân. Heels. Gót chân. And then I stop when I come at the end. Và khi mà đến cái điểm kết thúc thì mình sẽ dừng lại một chút. I need to stop to check whether I'm mindful. Mình dừng lại để mình kiểm tra xem là mình có chánh niệm hay không. So I ask myself, am I mindful? Am I not mindful? Mình sẽ tự hỏi mình là tôi đang có chánh niệm hay tôi đang không có chánh niệm. If I'm mindful, then that's nice. I will continue in being mindful. Nếu mà tôi đang lúc đó mình nhận ra là mình đang có chánh niệm thì điều đó là tốt, tôi sẽ tiếp tục giữ cái chánh niệm này. If I am not mindful, then it's nice that I know it, so I'm happy that I know I'm not mindful. Còn khi mà mình không có chánh niệm thì mình cũng thì nó cũng tốt bởi vì mình đã nhận ra là mình không có chánh niệm. Because the fact that I know that I'm not mindful means that I'm actually mindful. Bởi vì cái việc là mình nhận ra là mình không có chánh niệm tức là mình đang có chánh niệm. So whether I'm mindful or not, I'm clearly aware of that. Nên là khi mà mình dừng lại, mình nhận ra là mình có chánh niệm hay không có chánh niệm thì mình chỉ nhận biết nó thôi. And then I turn back. Mình quay lại. And continue. Tiếp tục. Heels. Gót chân. Calves. Cẳng chân. Knees. Đầu gối. Thighs. Đùi. And am I mindful? Am I not mindful? Tôi đang có chánh niệm hay tôi đang không có chánh niệm? Buttocks. Mông. Back. Lưng. Abdomen. Bụng. Chest. Ngực. Am I mindful? Am I not mindful? Tôi đang có chánh niệm hay đang không có chánh niệm? The tips of fingers. Đầu ngón tay. Fingers. Ngón tay. Palms. Lòng bàn tay. Wrists. Cổ tay. Am I mindful? Am I not mindful? Tôi đang có chánh niệm hay đang không có chánh niệm? Forearms. Cẳng tay. Elbows. Khuỷu tay. Arms.
Cánh tay. Shoulders. Vai. Am I mindful? Am I not mindful? Tôi đang có chánh niệm hay đang không có chánh niệm? Neck. Cổ. Back of the head. Sau đầu. Chin. Cằm. Lips. Môi. Nose. Mũi. Am I mindful? Am I not mindful? Tôi đang có chánh niệm hay đang không có chánh niệm? Forehead. Chán. Top of the head. Đỉnh đầu. And I relax all of the body. Và khi này mình thư giãn toàn bộ cơ thể. Am I mindful? Am I not mindful? Tôi đang có chánh niệm hay đang không có chánh niệm? And I go again from the tips of the toes. Và mình lại bắt đầu từ đầu ngón chân. Ankles. Cổ chân. Heels. Gót chân. Toes. Cẳng chân. Am I mindful? Am I not mindful? Tôi đang có chánh niệm hay đang không có chánh niệm? And so on and so on. Và mình cứ tiếp tục như vậy. Then when I come at the end of the walking path, I again make the determination. From now on, I will be always mindful and shine with loving kindness. Or simply, this is the end of the walking, of this walking session, and I may lift the heels to mark it, and that's where I move to the sitting practice. Sau khi đã thời gian thiền hành đã hết, thì mình đi đến cái điểm cuối cùng, tức là điểm kết thúc hoặc là điểm bắt đầu, một trong hai đầu, thì mình sẽ nguyện là kể từ bây giờ tôi xin nguyện luôn giữ chánh niệm và tỏa sáng với lòng từ bi, giống như cái lúc mà mình ngồi ấy. Rồi mình nhấc gót chân lên một chút để báo hiệu cho cơ thể biết là đã hết cái giờ thiền hành rồi và bây giờ sẽ chuyển qua giờ thiền tọa. Okay. So, is there any question directly related to walking practice? Dạ, có những câu hỏi nào liên quan đến việc thiền hành không ạ? It's clear, right? Dạ, okay. Rất là rõ ràng đúng không ạ? So now it's necessary that you find your place for walking practice in such a way that you do not disturb anybody. Bây giờ thì mỗi người cần có một cái khoảng riêng của mình để đi thiền hành mà không có đụng, tức là đi mà không có phải đụng hay phải né người khác. It should be 12 to 30 steps long. Ít nhất là cái khoảng đi đó thì ít nhất là khoảng 12 bước và nhiều là khoảng 30 bước, tức là mình đi trong khoảng từ 12 đến 30 bước. Yeah, some more details that I've missed. So remember that you do not look here, you know, upright like a soldier. You look like a meditator. That means you watch the ground right in front of your toes as you walk. Và có một cái nhắc nhở nhỏ nữa mà hồi nãy sư quên là khi mà đi thiền hành thì mình không có nhìn lên thẳng, tức là nhìn không có thẳng đứng trực diện, mà mình sẽ nhìn xuống ngay cái khoảng ở trước đầu ngón chân, tức cái mình sẽ nhìn xuống, nhìn vào cái ngay khoảng trước đầu ngón chân. So for that, of course, you will need to lower your head, keep the chin closer to the neck, and walk in that posture. Lúc đấy thì mình sẽ để cho cái cằm mình nó hướng về phía cổ một chút, để mình nhìn xuống. You do not need to bend your back like that. Keep just your head lowered. Mình không có cần nghiêng nguyên một cái lưng, tức là không có cần cong lưng xuống để nhìn mặt đất ạ, mà mình chỉ cần cúi cổ xuống thôi. Also, as you could see, I walk in a natural speed, not too fast, not too slow. Và như mọi người thấy thì sư nói là như mọi người thấy thì sư đi thiền hành với một tốc độ tự nhiên, tức là không quá chậm cũng không quá nhanh. So some meditators meditate very very slowly in their walking. Có một số hành giả thì họ thực hành đi rất là chậm trong trong khi đi thiền hành. So we don't do that. Ở đây mình không có làm vậy. That's because we observe the reality as it is. Bởi vì mình đang cố gắng quan sát thực tại như là nó đang là. As soon as you change the reality, it is very easy for ego to arise. I make the reality. Khi mà mình làm một cái gì đấy mà nó không có đi thuận theo cái thực tại thì nó sẽ rất là dễ để mà cái bản ngã của mình nó sinh lên là tôi, và khi đó cái bản ngã của mình nó sẽ có cái tư tưởng là tôi đang tạo nên cái thực tại này. So we observe only the nature of walking. Nên là mình chỉ quan sát cái sự đi một cách tự nhiên thôi.
in this case not particularly walking, but you are using the natural walking for the practice of observing muscles. Ở đây thì mình đang không phải là quan sát cái sự tự nhiên của bước chân, mà là mình dùng cái sự tự nhiên của bước chân để quan sát, để thả lỏng và các phần trong cơ thể. One more thing which yogis developed and is wrong. Có một điều nữa mà các hành giả hay phát triển và nó không có được đúng lắm. Some yogis think that they will relax their muscles with the speed of their steps. Một số hành giả thì nghĩ là mình sẽ thư giãn các phần của các tư là đi scan từng bộ phận một chung một tốc độ với lại cái bước tốc độ bước chân. So they I can't imagine. But I suppose it would be like top of the head, forehead, eyes, nose. Tức là mình sẽ đi như vậy, tức là ví dụ cứ mỗi một bước là mình sẽ đi đến phần tiếp theo, kiểu như là bước một bước thì là đỉnh đầu, xong bước khác lại là trán. So no, please don't do that. Là không, mình không có làm, tức là mọi người đừng làm vậy nha. You enjoy how your muscles relax naturally. You do not tie that to the step speed. Mình tận hưởng cái cảm giác mà các cơ của mình được thả lỏng một cách tự nhiên, chứ mình đừng có kéo nó về hoặc là mình đừng có cột nó vào cái tốc độ của bước chân. So rather than the time of your perception, you are more interested in the understanding and the experience of the muscle. Thay vì mình cứ suy nghĩ về thời gian, về cái tốc độ, thì ở đây là mình học hỏi và mình muốn thấu hiểu từng cái cơ, tức là các cơ trong cơ thể. If you like, you can stay with a single muscle for 5 minutes or even 10 minutes. Nếu mà bạn thấy hứng thú thì bạn có thể ở lại một, tức là bạn để dừng lại ở một bộ phận nào đó 5 phút hoặc thậm chí là 10 phút. But of course only in case if you are very much interested in that particular muscle. Nhưng mà đó chỉ là trong trường hợp là bạn rất là cảm thấy hứng thú với cái bộ phận đó thôi. You will not stay with one muscle throughout whole meditation, but 3-5 minutes is fine. Mình không có ở lại với một bộ phận riêng biệt nào xuyên suốt cái, tức là chỉ nguyên một cái quá trình đi thiền hành là ở lại với một bộ phận thôi, thì mình không có làm như vậy. Nhưng mà dành ra 3 đến 5 phút cho một bộ phận mà mình thật sự cảm thấy hứng thú thì cũng không sao. So just enjoy it. Nên nói chung là cứ tận hưởng nó thôi. Top of the head. Đỉnh đầu. Forehead. Trán. Eyes. Mắt. Nose. Mũi. Lips. Môi. And so on. Và cứ tiếp tục như vậy. So you do not tie it to the speed of the step. You just enjoy how the muscles get gradually relaxed, and if you like, you can stay with any muscle for a little bit longer time. Tức là mình không có cột cái tốc độ mình quét các phần của cơ thể chung với cái tốc độ của bước chân, mà mình cứ để cho nó đi một cách tự nhiên và mình tận hưởng nó. When I learned this practice, I never needed so much of explanation. But when there are so many yogis, there are so many things they can invent. Sư nói vui thôi, tức là cái lúc ban đầu một mình sư học thôi ấy, từ thầy thì sư không có cần thầy, tức là thầy không có nói nhiều chi tiết đến như vậy. Nhưng mà khi mà học sinh đông, tức là khi mà thiền sinh đông, thì cái sự sáng tạo của thiền sinh là sư nói là mình không thể tưởng tượng được, là thiền sinh sẽ nghĩ ra cái này cái kia và tự sáng tạo cái này cái kia. If you are not sure, try to remember exactly what you have seen and heard from me when I instructed the practice. Nếu mà mọi người không có nhớ chắc chắn thì hãy cố nhớ lại, hãy cố tưởng tượng lại những cái lời mà tức là những cái hướng dẫn sư hướng dẫn nãy giờ, tức là tưởng tượng lại nguyên cái hình ảnh sư hướng dẫn nãy giờ ấy, để nhớ lại. So somebody thought they will play with the walking. Có một số người nghĩ rằng họ sẽ chơi với lại cái việc đi thiền, chơi với lại cái bước đi. So that yogi meditated in a very unnatural way. Nên là khi đó thì họ sẽ bước những cái bước chân nó rất là thiếu mất tự nhiên. I think something like. Đó, giống như là đã đi kiểu như vậy. My bad.
So I totally prohibit you from behaving like a crazy man. Nói chung là sư nói là sư nghiêm cấm tất cả các hành vi giả là một người không bình thường, tức là giả điên, tức là đi những cái bước chân không bình thường, hoặc là cố tình tạo ra những bước chân nó hơi khủng khủng, nó hơi vui, nó hơi hài hước kiểu như vậy. So you walk as naturally as you walk, for example, when you need to go to toilet in an ordinary case. Mình bước cùng với cái tốc độ, tức là mình bước cứ tự nhiên như là mình chuẩn bị đi vệ sinh vậy đó. Tức là trong trường hợp bình thường mình đi vệ sinh mà không phải đi vệ sinh kiểu gấp 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 ấy, tức là đi một cách bình thường á, thì bây giờ mình đi thiền hành mình cũng đi cùng với cái tốc độ như vậy và cũng với sự tự nhiên như vậy. So can you imagine somebody going to toilet like that? Bạn có tưởng tượng được có ai đi toilet mà đi kiểu này không? I think they will not catch on time. Đi kiểu này là không kịp rồi đó. Right? Or going like that. Hay là đi toilet mà đi kiểu này. I think they will fall before they arrive. Đi kiểu này là té trước khi đến được tới cửa toilet luôn á. So walk in the natural way and if you're not sure, remember how I showed you the proper way. Nên là hãy đi một cách tự nhiên, tức là bình thường, mà cái bước chân nó tự nhiên như là mình đang đi bình thường nhất có thể. Và nếu mà mình không có chắc á, thì hãy nhớ lại cái hình ảnh mà sư chỉ. Top of the head, đỉnh đầu, forehead, chán, eyes, mắt, nose, mũi, lips, môi. Am I mindful? Am I not mindful? Tôi có đang có chánh niệm hay tôi đang không có chánh niệm? Lips, môi, chin, cằm, cheeks, má, ears, tai. Am I mindful? Am I not mindful? Tôi có chánh niệm hay tôi không có chánh niệm? So that's the way to practice. Vâng, và mình sẽ đi thiền hành như vậy. Is there any question about the walking practice? Dạ, có ai có câu hỏi gì không ạ?